Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm Canh Tý, ngày này là ngày Canh Tuất, tháng Bính Tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thoa xuyến kim, ngày canh tuất tức can sinh chi, có nghĩa là thổ sinh kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thoa xuyến kim, kỵ tuổi, giáp thìn, mậu thìn, ngày thuộc hành kim, khác với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục, xung với thìn hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Và các tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao mạng đức tinh, tốt mọi việc, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát sao thiên ân tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao bách hổ, bạch hổ, kỵ an táng, sao tội chỉ, xấu đối với tế tử, tố tụng, sao tam tang, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao ly sàng, kỵ cưới hỏi, sao dương thác, kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng, sao quỷ khốc Sáu đối với tế tự an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đốn xiêm tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Chi tiết như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Tý rất chi là sáng láng nhờ sự giúp đỡ của chính quan này. Bạn mệnh tuổi Tý cũng có năng lực nhưng không phải lúc nào cũng gặp thời với bạn nữa cơ hội không có nhiều, vì thế với bạn tuổi Tý nên cố gắng để nắm giữ những cái cơ hội ngay khi có được. Và với bạn tuổi Tý, bạn cũng đừng ngần ngại sự giúp đỡ của người khác, bạn phải có cái khả năng thì đối phương mới giúp đỡ cho bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về con đường tình duyên của bạn mệnh lại chưa được suôn sẻ cho lắm. Có lẽ vì một phần trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tý, bạn quá hưng phấn với công việc mà quên mất chuyện mình cần phải làm gì với nửa kia của mình. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim công danh sáng lạng, tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, tình cảm mâu thuẫn, tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, dễ gây hiểu lầm, tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, có quý nhân chia chở, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, đừng ngại nhận sự giúp đỡ. Vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, quân số may mắn, số 1, số 3, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi than, tuổi tỵ Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020 ngày thứ ba này đối với bạn tuổi sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này đang có điểm báo khá chi là bế tắc cục diện tương hình đạp đổ hết những cái ước vọng cuộc sống lứa đôi hạnh phúc của bạn tuổi sửu hết lần này tới lần khác gây cản trở khiến cho tình cảm đôi bên phai nhạt và tử xỉu, bạn tuổi sửu bạn mệnh có thể đang suy nghĩ có phần bi quan song sự thực là đường tình cảm của bạn có phần rối ren, nguyên nhân sâu xa có thể là do bạn chưa lượng sức mình cũng như là chưa hiểu được mình muốn gì, cần gì. Thương quan xuất hiện, cái điều này càng tô thêm bức tranh ảm đạm cho bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu có phần cố chấp, chỉ làm theo ý của mình mà thậm chí còn coi thường ý kiến của cấp trên, cái điều này khiến cho cục diện của bạn trở nên càng ngày càng căng thẳng nữa. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim công việc bất ổn, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy có nhiều hiểu lầm, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa đôi bên chưa hòa hợp, tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ dễ mắc sai lầm, tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc cần biết lắng nghe. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020 ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang có báo hiệu quân đường tình duyên của bạn cực kỳ là thuận buồm xuôi gió bạn đang có được quý nhân tam hợp ở bên dù có khó khăn đến đâu đi nữa thì với bạn tuổi dần cũng tìm được cách để hóa giải và với ba tuổi dần, bạn dám hy sinh vì tình yêu, dám làm những điều mà không phải ai cũng dám làm. Điều đó phần nào chứng minh quyết tâm của tình cảm chân thành mà bạn dành cho người ấy, giúp cho tình yêu thêm phần được bền vững hơn. Thiên ấn giúp sức làm cho cái vận trình của bạn tuổi dần ngày thứ ba này chẳng những trong tình yêu của bạn được vượng sắc mà con đường công danh của bạn cũng rất chi là sáng lạng. Với bạn tuổi dần, bạn cần phải tập trung phát triển cái khả năng sáng tạo của mình. Điều đó sẽ giúp cho bạn tiến nhanh, tiến xa hơn trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình ở phía trước nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, công danh phát đạt, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, tình cảm như ý, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, dễ thấy thành công, tử vi tuổi nhâm dần thuộc mộc, cần nỗ lực hơn tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim hãy trân trọng thực tại và trong ngày thứ ba này đối với bạn tử dần bạn đang có được cái sự trợ mệnh của các sao tốt như là sao thiên quý sao thiên mã sao nguyệt ân sao thiên ân bên cạnh đó trong ngày này với bạn tử dần cũng đang có được quý nhân phù trợ khi xuất hành buôn bán gặp thời buôn may bán đắt mọi việc đều tốt cầu tài lộc đều tốt nữa bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, công danh phát đạt, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, tình cảm như ý, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, dễ thấy thành công, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, cần nỗ lực hơn, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, hãy trân trọng thực tại. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tốt tuổi hợi Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020 Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão, bạn biết được những thế mạnh của mình và ưu điểm của mình trong mối quan hệ tình cảm vừa mới chớm nở và bạn dễ dàng lấy được lòng đối phương khi hiểu rõ về những điều người ấy muốn. Trong ngày thứ ba này, bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có ngộ hành, Mão tốt nhị hợp cho nên đôi bên đang có được cái sự thấu hiểu thông cảm và bao dung cho nhau tất nhiên bên cạnh những ưu điểm ai cũng sẽ có những thiếu suốt xong không vì thế mà hai bạn từ bỏ tình yêu ngược lại càng gắn bó hơn với nhau nữa trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mão chính ấn xuất hiện góp sức cho bạn tuổi mão thực hiện được những cái ước mơ trong công việc của mình bạn mệnh được cấp trên đánh giá cao nhờ khả năng làm việc tốt lại cống hiến hết mình mà không ngại khó khăn gian khổ nhé về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy công danh thăng tín, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa được cấp trên đánh giá cao, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc biết yêu thương và bao dung, tử vi tuổi quý mão thuộc kim đường tình hanh thông. Và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020 Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn Tử thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi, cho nên với bạn tuổi thìn rất có thể sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra với bạn, hiểu lầm nảy sinh giữa bạn và người ấy. Cái điều này mà không tháo gỡ sớm thì nguy cơ rạn nứt tình cảm là khó có thể cứu vạn được nhé. Và với bà tự thìn, lòng tự trọng của bạn cũng rất chi là cao, không chịu xuống nước, khiến cho những mâu thuẫn, hiểu lầm càng ngày càng gay hát gắt hơn. Có khi bạn không phải là người như thế, nhưng thời gian cũng dần hình thành định kín ở nơi bạn. May là trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tự thìn, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần xuất hiện bù đắp cho cái nỗi buồn về chuyện tình cảm của bạn bằng cả núi tiền sẽ có được trong ngày hôm nay cái việc làm ăn kinh doanh với kinh doanh với bạn tử thìn trong ngày này phát đạt rất lớn với bạn thoải mái trong cái việc chi tiêu và chẳng cần phải lo lắng nhiều về tiền bạc nữa nhé và tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa tình cảm mau thuẫn tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tiền bạc không đo toan tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc cần hiểu biết nhau hơn. Từ vi tuổi canh thìn thuộc kim, đừng quá cố chấp. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, kinh doanh phát đạt. Và đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi giàu tuổi than Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020 ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là đây là lúc mà bạn mệnh tuổi tỵ chứng minh được năng lực thực sự của mình khi bạn đang gặp được ngày có tỷ kiên chỉ rõ sự quyết đoán và dứt khoát ở như bạn trong công việc và đã có thời cơ là không bỏ qua với mình trong ngày hôm nay nữa bạn tuổi tỵ nhé. Khả năng thăng tín của bạn tuổi tỵ trong cái thời điểm này là khá tốt. Bạn mạnh hãy dồn sức mình để phát huy nhiều hơn nữa. Có thể bạn đang cách thành công một khoảng không xa nữa và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tỵ, bạn cũng đang gặp ngày họa sinh xuất cho thổ. dù làm gì thì cũng cần phải cân đối về thời gian. bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình và thiếu đi sự quan tâm đến gia đình. điều đó khiến cho những hy sinh của bạn thành vô ích khi mà tình cảm vợ chồng càng ngày càng phai nhạt dần đi. vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tình cảm phai nhạt tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ cần sự cảm thông tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc thời cơ tăng tín tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim nắm giữ cơ hội tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy bứt phá thật nhanh về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là rất có thể bà tuổi ngọ sẽ gặp được một nửa của đời mình trong ngày này, bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành, ngọ tốt bán hợp. Cho nên, bạn và người ấy có nhiều điểm chung, một cuộc gặp gỡ tình cờ cũng có thể nên duyên đôi lứa nữa nhé. Với những bạn đã có gia đình trong ngày thứ ba này, thì bạn nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho nửa kia của mình. Thời gian trôi qua không trở lại, đừng để cho mình phải hối tiếc về sau này. Và trong cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có kiếp tài giáng xuống. Cho nên con đường tài lộc của bạn đang có điểm báo bị giảm sút nghiêm trọng. Bạn mệnh tuổi ngọ cần phải thận trọng với những cái quyết định về tài chính của mình trong ngày hôm nay. Đừng tiêu xài hoang phí, cũng đừng ham lợi mà đầu tư mạo hiểm nữa và tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tiền bạc tổn hao tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tình duyên thắm sắc tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa dễ được yêu thương tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ cần tỉnh táo hơn tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc cẩn thận mất tiền về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020 ngày thứ ba này đối với bà tuổi mùi á, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang có cái điểm báo sẽ phải gặp những mâu thuẫn khó có thể tháo gỡ trong cái chuyện tình cảm gia đình. Bà tuổi mùi, bạn đang gặp ngày mùi tốt tương phá, đôi bên đều có những điều chưa hài lòng về nhau, chỉ là giờ mới nối ra mà thôi. Những điều khó chịu được cất giữ quá lâu, như rượu được lên men lâu ngày, tới khi bùng nổ thì sức công phá của nó vô cùng là lớn. Tình cảm cứ tự êm đềm hóa ra lại đầy những cơn sóng ngầm ở phía dưới. Và trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bà tuổi mùi có thể sẽ bị tình cảm chi phối công việc khiến cho công việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của bạn trở nên khó khăn hơn. Bạn mệnh cần phải sáng suốt hơn với những cái quyết định của mình trong ngày hôm nay. và tử vi tuổi ất mùi thuộc kim dễ mắc sai lầm, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy mau thuận bùng nổ, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa đừng để mình lạc lối, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ có thể đi lầm lường tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc nên bao dung và tha thứ. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang được đào hoa trợ mệnh, tam hội cục giúp đỡ cho bản mệnh có được sự tự tin hơn vào bản thân của mình và sẵn sàng để bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu thương nữa. Bên cạnh đó, trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài xuất hiện. Cái điều này cho thấy thế mạnh của bạn tuổi thân trong việc kiếm tiền ngày hôm nay là rất chi là tốt. Thu nhập trong ngày này với bạn tuổi thân chủ yếu đến từ ngày tay trái, chứ không phải là công việc chính của bạn. Trong ngày này với bạn tuổi thân cũng đang biết cách sắp xếp thời gian và công việc của mình để vẫn có thời gian rảnh rỗi quyết định những cái việc khác dù vậy, bạn vẫn giành được thành công và có được thành quả xứng đáng với cái công sức của mình đã bỏ ra. Và trong ngày 18 tháng 9 năm canh tí này, đối với bạn tuổi thân, ngày này rất tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán và ký kết hợp đồng với bạn nữa bà tuổi thân nhé. Và bạn đừng quên hãy xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc, và tài thần hướng Tây Nam sẽ mang lại nhiều may mắn thuận lợi cho bạn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi giàu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bà tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu rất có thể sẽ có những lời nói, hành động làm tổn thương người mình yêu trong ngày này với bà tuổi Dậu đang gặp ngày Dậu Tuất tương hại, cho nên bạn tuổi Dậu không có ý nhưng lại để cảm xúc của mình bốc đồng giận dắt bạn đó nhé. Và với bạn tuổi dậu, chuyện có thể từ nhỏ hóa thành không có, nhưng chính vì bạn tuổi dậu gây ra những cái sự tổn thương sâu sắc cho người ấy, khiến cho cái mối quan hệ giữa bạn và người ấy càng ngày càng rạn nứt to lớn hơn. May là trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dậu, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài xuất hiện cái điều này phần nào bảo đảm về cái nguồn thu nhập tài chính của bạn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi dậu có thể yên tâm rằng tiền bạc chẳng hề tốn thiếu. Việc của bạn hiện giờ là giải quyết chuyện tình cảm đã bạn tuổi dậu nhé. Từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy, tiền bạc dũng dĩnh. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, tình cảm rạn nứt. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, dễ gây tổn thương. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc, tài chính vững vàng, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim cần được xoa dịu. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này bạn đang gặp được thực thần chia chở cho nên cái chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán với bạn tuổi Tuất cực kỳ là thuận lợi. Bạn mệnh biết nắm bắt từng xoay chuyện của thị trường và nhanh nhạy vớ lấy thời cơ. Với bạn tuổi Tuất có những bí quyết làm ăn của riêng mình nhưng cũng may mắn khi có được quý nhân dẫn đường chỉ lối và gánh đỡ bớt những cái khó khăn cho mình nữa tiền bạc vào nhà nhiều không kể xít trong ngày hôm nay nữa bạn tuổi tuất nhé nhưng trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tuất bạn lại đang gặp ngày có thổ khính vượng là cái dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm bạn mệnh tuổi tuất có thể sẽ mắc phải những vấn đề về đường tiêu hóa ăn uống kiếm ngôn miệng, dễ mắc bệnh về dạ dày nữa. Và trong ngày này đối với bạn tuổi Tuất đang có được sự trợ mệnh của các sao tốt như là sao Thiên Quý, sao Thiên Mã, sao Nguyệt Ân, sao Thiên Ân, cho nên đối với bạn công việc rất chi là thuận lợi. Bên cạnh đó trong ngày này với bạn tuổi Tuất xuất hành thì được thuận lợi, có quý nhân phù trợ, mọi việc thông suốt, thi cử, ký kết hợp đồng đều lợi thế hơn người bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tiền bạc dồi dào tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ kinh doanh phát đạt tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc kiếm tiền dễ dàng tử vi tuổi canh tuất thuộc kim sức khỏe suy giảm tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy dễ bị đường tiêu hóa về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020 ngày thứ ba này đối với bạn tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay công việc khó chi mà được như ý liên tục bị tiểu nhân quấy phá không thể yên tâm để làm việc được và bạn tuổi hợi bản mệnh có thể sẽ gặp phải những rắc rối khó lường nếu như bạn không chỉn chu hơn trong công việc của mình thì đây chính là cơ hội để cho kẻ tiểu nhân lợi dụng phá hoại công sức của bạn bỏ ra. Và trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ bất dung, cho nên đường tình duyên của bạn ảm đạm và bạn tuổi hợi, bạn bị quần quay công việc bận rộn, nên chẳng có thời gian để chăm sóc cho người mình yêu cuộc tình đầy những trái ngang trắc trở với bạn nữa nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tình cảm tổn thương tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tiểu nhân quấy phá tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc dễ gặp chuyện xui tử vi tuổi tân hợi thuộc kim đường tình trắc trở tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy đào hoa ảm đạm về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, quân số may mắn, số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.